hiểu về võ đạo qua phim Bình Minh phía trước. Võ là thứ luyện rèn và lĩnh ngộ. Luyện rèn là thuật, lĩnh ngộ là đạo. Anh mới có hơn chục năm luyện tập, gọi là võ thuật tinh thông. Anh còn phải dùng cả cuộc đời còn lại của mình để tiếp tục lĩnh ngộ và luyện rèn, mới gọi là hiểu về võ đạo. Đón xem những diễn biến của phim lịch sử Bình Minh phía trước.